những loại cây lọc không khí nên có trong nhà. 1. Cây dây nhện, đây có lẽ là một trong những loại cây dễ tìm và chăm sóc nhất. Theo một nghiên cứu từ NASA, cây dây nhện rất tuyệt vời trong việc bỏ formaldehyde khỏi không khí. Loại cây này cũng được cho là loại bỏ carbon monoxide và xylen. 2. Cây lưỡi hổ, loại cây này thích ở nơi khô ráo nên bạn không cần phải tưới nước hàng ngày. Và ưa bóng râm nên đặt cây này ở những nơi có ánh sáng yếu, miễn là căn phòng có nhận được một chút ánh sáng mặt trời. Loại cây này trông rất đẹp và nhả khí oxy. Cùng với việc loại bỏ các hóa chất độc hại như formaldehyde, xylen, benzene, toluene, trichloretan. 3. Thiết mộc lan, loại cây này phù hợp cho những ai muốn tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Trên thực tế, bạn có thể chọn hơn 40 loại thiết mộc lan khác nhau. Những loại cây này được cho là có khả năng loại bỏ các chất độc hại, như trichloretan có trong chất tẩy sơn, hỗn hợp cát nghi và thậm chí keo, nhưng loại cây này lại độc hại với thú cưng. 4. Cây thường xuân, đây là một loại cây rất dễ chăm sóc, bạn có thể để trong phòng tắm cũng như mọi nơi trong nhà. Loại cây này rất thích hợp cho những người hay tự nhuộm tóc tại nhà, vì cây thường xuân được cho là có thể giảm mức độ trichloretan. Các loại chất độc có nhiều trong thuốc tẩy rửa, nó cũng rất tốt cho phòng tắm vì có thể loại bỏ nấm mốc. Thật không may, đây là một loại cây độc hại đối với chó và mèo. 5. Cây lan ý, loại cây này được biết đến có khả năng thoát hơi nước cao. Điều này có nghĩa là khi bạn tưới nước, theo thời gian chúng giúp mang hơi ẩm trở lại phòng và có thể làm dịu bất kỳ loại kích trứng đối với mắt, mũi và miệng. Một nghiên cứu cho thấy, loại cây này có thể giảm 20% bụi trong phòng. Những lợi ích về sức khỏe. 1. Loại bỏ chất độc hại trong không khí. Nghiên cứu của NASA cho thấy, việc trồng cây trong nhà có thể loại bỏ ít nhất 10% CO2 trong nhà. 2. Thực vật có thể cải thiện tâm trạng của bạn. Một số sách cho biết chạm vào loại cây mềm và mịn giúp bạn bình tĩnh hơn. Không chỉ vậy, thực vật có thể dạy chúng ta về sự đồng cảm, đó là khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác. Nhờ việc chăm sóc cây trồng, bạn có thể gia tăng lòng trắc ẩn. Theo một nghiên cứu, những người dành thời gian chăm sóc cây trồng thường có xu hướng quan tâm đến người khác hơn.